Làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hiện nơi đây có gần 4.000 hộ dân đang sinh sống. Theo nhiều tài liệu ghi lại, từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, rất nhiều ngôi nhà được xây dựng bằng các loại gỗ quý giữa lối kiến trúc Đông Tây kết hợp, và nhà cổ ông Ba Đức là một nơi như thế. Nhà này đầu tiên nó có 1850 trước thì cất theo kiểu nhà Nam Bộ, nó thấp. Tới 1938 nó cái hồi mà Pháp qua đó, rồi mình học theo cái lối kiến trúc của nó, mình đưa cây cột lên. Cái phong cách của Pháp là nhà cao cửa rộng. Bên cạnh sự đặc biệt trong lối thiết kế thì những vật dụng quý cũng là điểm nhấn của ngôi nhà này. Ngay tại gian chính là bộ bàn ghế cổ bằng danh mộc cẩm lai được chế tác tinh xảo. Còn bên trong là ba bộ tủ thờ được cẩn ốc xà cừ, ống ánh được bài trí theo nguyên tắc đông bình tây quả. Qua đó phần nào cho thấy thú chơi tao nhã của những gia đình giàu có tại Nam Bộ xưa. Cái hộp có hàng rồng á, là trong đó đựng cái sắc phong thần của vua Minh Mạng. Tới lễ thì người ta ban hậu hương tới thỉnh sắc về cúng định, dùng cúng định. Một năm thì nó sẽ diễn ra mấy lần? Năm hai lần, lễ tháng ba. Lễ tháng ba là kêu bằng cúng hạ điền, lễ tháng chạp là kêu bằng chạp miễu. Uy nghiêm trong thờ phụng, tinh tế trong trang trí, mặc cho lớp bụi thời gian, từng kỷ vật như đưa du khách trở về một thời vàng son. Hàng ngày vẫn có rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Điều này cho thấy sự hấp dẫn đầy mê hoặc của những ngôi nhà cổ trên vùng đất Nam Bộ.